Hello, chào tất cả các bạn đến với channel YouTube Tô Mò. Và bức tranh ngày hôm nay mình đã chuẩn bị sẵn là về một chú khỉ nhá. Nhìn rất đáng yêu đúng không? Và chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh Tô Vẽ Tranh YouTube của mình nhá. Hôm nay mình đã chuẩn bị một cốc trà sữa các bạn ạ. Lông của chú khỉ này là màu nâu. Các trà sữa này mình sẽ tô màu nâu trên nắp của túi gấu này nha các bạn. Màu xanh với tô nha. Phần mặt của chú khỉ này thì mình sẽ thêm một ít màu đỏ này nhé. Màu đỏ để tô cái biển cho cái biển bay này. Mình sẽ sử dụng màu tím để tô cái phần viền của cốc và đáy cốc nha các bạn. Và cái phần đáy này mình sẽ sử dụng màu đỏ như vậy. Nước này mình tô màu hồng nhạt nhé các bạn.
đầu của cái phần kính của cái viền vay. Và mình đã tô màu xong cho bức tranh về chú khỉ này rồi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hãy đăng ký kênh, like, share và comment những điều các bạn thích. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau này nha.